nội của Ben thì chỉ thích ăn món bắp cải và chơi trò xếp chữ. Theo Ben thì bà chán kinh khủng. Và cho đến khi cậu phát hiện ra một bí mật vĩ đại của bà. Bà là một tên trộm nữ trang quốc tế. Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với channel của Bookmark. Mình là Trà Anh, hướng dẫn viên sẽ đồng hành cùng các bạn trong chuyến phiêu lưu ngày hôm nay. Gia đình luôn là nguồn động viên tinh thần và là nhân tố không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi chúng ta. Đó là nơi cuộc sống của chúng ta bắt đầu, là nơi mà tình yêu không bao giờ kết thúc, nơi mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ và là nơi bình yên nhất mà ta luôn muốn tìm về. Và ngày hôm nay thì Trà Anh sẽ đưa các bạn cùng đi khám phá những cuốn sách cực hay về chủ đề gia đình. Không biết là các bạn có tò mò đó là cuốn sách nào hay không? Và hãy cùng mình khám phá ngay bây giờ nhé! Và cuốn sách đầu tiên mà mình đang cầm trên tay đó chính là cuốn Bà Nội Gangster. Bà Nội Gangster vẫn cuốn như lần đầu mình đọc nó. Trước hết thì mình phải dành một lời khen cho bìa của cuốn truyện này. Rất ngắn, rất chất và hút mắt vô cùng. Bà nội của Ben thì là một hình mẫu điển hình y hệt những người bà nội khác, với các đặc điểm như là tóc bạc xoăn tít, kính đít chai, răng giả, máy trợ thính trên tai, váy hoa và áo màu sim tím. Bà luôn có khăn giấy dùng rồi để sẵn ở trong túi áo và người bà lúc nào cũng sặc mùi bắp cải. Và đối với Ben thì bà nội là một người chán thôi rồi. Thế nhưng rồi, trong một ngày vô cùng chán nản khi ở cùng với bà nội, Ben đã phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa. Bà nội của cậu là một gangster chính hiệu, một tên trộm nữ trang quốc tế. Và có lẽ thì không chỉ là Ben mà ngay cả người đọc cũng bàng hoàng, ngơ ngác và bật ngửa. Ai mà ngờ được một người bà nội chuẩn không cần chỉnh như thế lại có thể ngầu bá cháy như vậy. Và thế rồi thì cái nhìn của cậu bé Ben về bà nội đã quay ngoắt 180 độ. Cậu hâm mộ bà một cách ghê gớm. Và câu chuyện tiếp diễn đã mang theo những tình tiết giờ khóc giờ cười và đầy những rắc rối dành cho Ben. Nào là trễ hẹn với bà nội vì cuộc thi khiêu vũ đầy xấu hổ. Nào là bị vị cảnh sát tốt bụng tóm trên đường cao tốc. Nào là sự kinh hoàng khi chui qua ống cống và gặp phải những người bạn chuột. Rồi là bị nữ hoàng bắt tại trận khi người đang đi dạo do bị mất ngủ. Quả đúng là những trải nghiệm đau tim và nhớ đời đến không thể tin nổi. Thế nhưng cũng chính những điều ấy lại khiến cho Ben nhận ra rằng bà nội yêu cậu rất nhiều và trong suốt thời gian qua bà đã rất cô đơn. Khoảnh khắc khi Ben chuẩn bị rời khỏi phòng bệnh của bà, cậu ngập ngừng quay lại và nói với bà nội: "Cháu yêu bà nội ạ." Câu nói ấy của Ben thực sự đã chạm đến trái tim của mình. Đó không phải là lời nói an ủi, cũng không phải là sự bồng bột, mà đơn giản đó là điều đã tồn tại trong trái tim nhỏ bé của cậu nhóc từ rất lâu rồi. Chỉ là bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Câu chuyện còn có một điểm rất thú vị và đầy tính nhân văn nữa. Đó chính là việc Ben có một đam mê mãnh liệt với việc trở thành thợ sửa ống nước. Bạn thử nghĩ xem, khi ở lứa tuổi 11, bạn đã mơ ước sau này sẽ làm gì? Làm siêu nhân, làm diễn viên hay làm ca sĩ? Hẳn là toàn những điều lớn lao, có phải không? Và đến ngay cả bố mẹ Ben cũng luôn mong con trai của mình sẽ trở thành một vũ công chuyên nghiệp, thì Ben lại chỉ thích làm một thợ sửa ống nước. Nhưng nói cho cùng thì người lớn chúng ta đâu có quyền gì để phán xét ước mơ của một đứa trẻ con cơ chứ. Ai cũng có một ước mơ và cách mà chúng ta đã làm tất cả mọi thứ để theo đuổi nó bằng chính sức lực của mình vốn là một điều tuyệt vời. Và còn tuyệt vời hơn cả và lạ lùng hơn nữa, đó chính là ước mơ tưởng chừng như là dở hơi và quái đản ấy đã giúp cho Ben có một kế hoạch để đời cùng bà nội siêu ngầu của mình. Ở ngoài đời thực thì có rất nhiều ước mơ của trẻ em đã bị lãng quên, bị vùi dập bởi những định kiến xung quanh. Mẹ nói thế là vì muốn tốt cho con thôi. Bố đã từng trải qua nên bố biết ai lại làm những cái nghề không có tương lai ấy bao giờ. Sự phán xét, những lời xì xào bàn tán, những áp đặt từ gia đình và xã hội dưới cái danh nghĩa là bài học, là trải nghiệm đã khiến biết bao trẻ em phải cất đi niềm đam mê và chôn vùi những ước mơ của mình. Mỗi người thì là một bản thể khác nhau và chẳng có ai giống nhau 100% cả. Và cùng là một tình huống, mỗi người sẽ có cách nhìn nhận và giải quyết khác nhau và sẽ mang lại những kết quả khác nhau. Cùng một ước mơ có lẽ với người khác chỉ là điều phù phiếm và hão huyền, nhưng với bản thân họ lại có một ý nghĩa sâu đậm. Bà nội gangster đã làm cho nhiều người đọc không chỉ cười mà còn rơi nước mắt. Vì đứa cháu của mình, bà nội của Ben đã sẵn sàng trở thành gangster.
từng bước lôi kéo Ben vào chuyến hành trình có 102 của mình. Bà chẳng ngại ngùng trốn khỏi bệnh viện bằng đường cửa sổ để chuẩn bị thực hiện vụ trộm báu vật hoàng gia từ tháp London cùng với đứa cháu trai 11 tuổi của mình. Bà cũng không ngại mặc đồ bơi và chạy xe với tốc độ cực nhanh, 5 km/h trên đường cao tốc. Bà cũng chẳng ngại lội qua sông Thames và chui vào ống cống. Dường như thì mình cảm nhận được niềm hạnh phúc của bà nội Ben khi được chơi với cháu, được cháu yêu mến sau ngần ấy năm. Một bà nội chịu chơi, làm tất cả vì cháu trai yêu dấu của mình. Và Ben dường như cũng đã trưởng thành hẳn sau cuộc phiêu lưu trong đêm tối ấy. Biên tập viên Bảo Linh đã từng viết về cuốn sách này rằng yêu thương dù là ở bất cứ hình dạng nào, bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn là yêu thương. Tình yêu thương của bà nội dành cho Ben đã vượt lên cơn đau của bệnh tật và an toàn của bản thân để giúp cho cháu mình cảm thấy vui vẻ và tin tưởng vào đam mê của mình. Và những trang cuối cùng của cuốn sách là những trang cảm động nhất. Con người ai rồi cũng sẽ già và chết đi, nhưng những gì người đó đã làm mới thực sự là sống mãi. Đối với Ben, tình yêu thương của bà nội là tài sản quý giá nhất mà bà đã để lại cho cậu. Quan trọng là bà nội của Ben, bà nội gangster, đã giúp cậu ta hiểu ra rằng người già không hề nhàm chán một chút nào. Cũng giống như Daily Mail từng nhận xét rằng tác phẩm này, William đã cân bằng giữa hài kịch đỉnh cao với một thông điệp đầy xúc động. Bà nội gangster là tác phẩm mang đậm tính nhân văn, không chỉ đọc để giải trí mà còn chứa đựng nhiều bài học quý giá. Tình cảm gia đình, tình yêu thương giữa những người ruột thịt với nhau vẫn là điều quý giá nhất. Ben, bà nội, bố mẹ Ben, họ đã có một kết thúc mà ở đó họ nhận ra giá trị của những người luôn ở bên cạnh mình. Bà nội gangster quả thực là một cuốn sách đáng yêu và đáng đọc. Và cuốn sách tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đó chính là cuốn sách mà mình đang cầm trên tay đây. Và cuốn sách này mang tựa đề đó là Coraline. Coraline là một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi giả tưởng đen tối, là một câu chuyện ma đương đại với những chi tiết rợn người và cũng là một hành trình khám phá đầy ly kỳ mà dũng cảm của cô bé Coraline đã trải qua để tìm về cuộc sống đích thực của mình trong vòng tay yêu thương chân thật và vô điều kiện của bố mẹ. Và đây lại là một cuốn sách nữa mà mình đã bị thu hút bởi chiếc bìa sách và mình đã rước em nó về chỉ sau một vài dòng review ngắn ngủi. Ma mị, bí ẩn, u tối và có một chút kinh dị. Đó là những cảm giác mà trang bìa của cuốn Coraline đã mang đến cho mình ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bắt đầu thai nghén từ năm 1990 từ một lỗi gõ chữ và xuất bản lần đầu tiên vào năm 2002, Coraline đã không phụ tâm huyết của tác giả trong suốt hơn một thập kỷ để trở thành một cuốn sách nổi tiếng và giành nhiều giải thưởng nhất của Neil Gaiman. Tác phẩm là một câu chuyện thiếu nhi kỳ lạ. Sự kỳ lạ được bộc lộ rõ ràng đến nỗi nó có thể dựng thành một bộ phim hoạt hình mang tính chất nhát ma trẻ nhỏ rồi ấm hẳn một cái giải đề cử Oscar. Và câu chuyện được Neil Gaiman xây dựng theo một mô típ khá là quen thuộc, mô típ mà ta đã từng gặp trong truyện cổ tích Alice ở xứ sở thần tiên. Khi mở ra một cánh cửa là nơi kết nối giữa hai thế giới, nhưng điều khiến cho Coraline trở lên thật đặc biệt đó chính là thế giới sau cánh cửa thần kỳ ấy không phải là một vùng đất hoàn toàn mới lạ hay đầy bí ẩn. Thế giới ấy lại chỉ là ngôi nhà, là khu rừng mà em đã biết. Thế giới ấy có mẹ khác và cha khác, hết mực yêu thương, có những món ăn ngon và những món đồ chơi thú vị. Một thế giới đầy hấp dẫn và thật sự tuyệt vời so với thế giới thực tại quá đỗi nhàm chán. Và rồi mọi chuyện bỗng chốc trở nên thật kinh dị khi mẹ khác đề nghị khâu đôi cúc áo đen thay cho đôi mắt lấp lánh của Coraline. Mụ muốn giam cầm linh hồn em để em mãi mãi là một con búp bê với cái vỏ ngoài trống rỗng, sẽ cùng mụ chơi trò gia đình hạnh phúc. Mụ khẳng định rằng sẽ không đau đâu và nếu làm vậy em sẽ luôn được sống hạnh phúc và đủ đầy. Coraline là một câu chuyện về lòng dũng cảm, trở về thế giới thực tại và biết mụ phù thủy đã bắt bố mẹ đi. Coraline đã dũng cảm đối diện với nỗi sợ để quay trở lại thế giới đầy bí ẩn và nguy hiểm sau cánh cửa nhà và tìm cách để cứu bố mẹ thật của mình, từng bước khôn ngoan và đánh bại mụ phù thủy. Bài học dũng cảm đó chính người cha thân yêu đã dạy cho em bằng 39 vết ong chích. Và cha nói rằng không phải là cha dũng cảm khi làm như vậy,
cứ đứng yên đó để chịu ong đốt. Coraline đã nói với con mèo, hành động đó không được gọi là dũng cảm vì cha đã không hề sợ. Đó là điều duy nhất cha có thể làm. Nhưng khi quay lại để tìm kính và biết rằng lũ ong bắp cày vẫn còn ở đó, thì cha đã thật sự sợ hãi. Đó mới là sự dũng cảm. Với bạn thì dũng cảm là gì? Là không sợ hãi đương đầu với khó khăn, thử thách, hay là liều mình bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy ra? Ở đây, tại cuốn truyện này thì Coraline đã nói cho chúng ta biết rằng dũng cảm không phải là sợ, dũng cảm không phải là trốn chạy. Dũng cảm thực chất là khi con người đã sợ đến kinh hồn bạt vía, thậm chí đã cao chạy xa bay, hòng thoát khỏi nỗi sợ ấy. Nhưng cuối cùng, con người vẫn dám ở lại, dù biết nỗi sợ vẫn ở đó chờ đợi, quay trở lại để một lần nữa đối diện với nó và để vượt qua nó. Và trở về từ sau cánh cửa ấy thì Coraline đã từng bước học cách thể hiện tình yêu thương của mình. Em đã ôm mẹ chặt, chặt đến mức hai cánh tay đều đau nhức, để rồi mẹ cũng ôm em thật chặt. Hay em đã rón rén đặt lên phía sau mái đầu ngày càng hói của cha một nụ hôn, để rồi sau ngần ấy năm, cha bỗng nhấc bổng đứa con gái không còn bé bỏng của mình lên và bế em vào bếp. Về với thế giới thực tại, hàng ngày bố mẹ của Coraline vẫn tất bật với công việc và món ăn trên bàn cũng không hề ngon miệng. Thế nhưng cô bé ấy lại hiểu ra rằng đó là nơi mà cô thuộc về, một ngôi nhà tràn ngập tình yêu thương, chân thành và vô điều kiện. Những câu chuyện thần tiên còn hơn cả sự thật, không phải vì chúng cho ta biết loài rồng có tồn tại, mà bởi vì chúng ta biết rằng rồng cũng có thể bị đánh bại. Neil Gaiman chắp bút viết cuốn sách dành cho trẻ em, nhưng lại khiến những người trưởng thành cũng phải suy ngẫm. Nhà văn Terry Pratchett đã phải bật thốt lên rằng cuốn sách này sẽ khiến một cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc xương sống rồi xuyên qua giày của bạn mà lao thẳng vào taxi phóng ra sân bay. Nó mang trong mình sự ly kỳ vốn có trong những câu chuyện thần tiên đặc sắc nhất, và nó là một kiệt tác. Giống như một duyên phận bất ngờ thì Coraline đã đến và kể cho Neil Gaiman nghe câu chuyện của mình và mở ra một thế giới tưởng tượng rộng lớn, tràn ngập ly kỳ, đôi khi rùng rợn, rồi kết thúc đầy hạnh phúc và nhân văn. Coraline chính là một cuốn tiểu thuyết thiếu nhi phù hợp với độc giả mọi lứa tuổi. Và vậy là chuyến phiêu lưu đầy ly kỳ và hấp dẫn của chúng ta qua những cuốn sách về chủ đề gia đình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Nếu như thấy video này của mình hay thì hãy cho mình xin một like, một subscribe và đừng quên comment cho mình biết cảm nhận của bạn về những trang sách này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.